Thưa cô bác, thưa bà con, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đề nghị các quận, huyện, thị xã quản lý việc tái đàn lợn trong thời gian diễn ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể là, đối với các hộ chăn nuôi nằm trong vùng xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, sau 30 ngày không phát sinh bệnh dịch mới thì cô bác mới được tái đàn. Các hộ chăn nuôi khi tái đàn thì phải đảm bảo con giống có nguồn gốc rõ ràng từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc là được giám sát định kỳ theo quy định. Vâng, như vậy là một quy định rất rõ ràng và cụ thể nhằm ngăn ngừa cái việc tái phát tình trạng dịch bệnh tả lợn châu Phi. Thưa chuyên gia Trương Văn Dung, vậy thì trong cái thời gian mà chờ tái đàn ấy, thì người chăn nuôi phải áp dụng những biện pháp gì để mà xử lý nguồn bệnh còn tồn dư trong môi trường, thưa chuyên gia? Vâng, thưa MC Công Tư và thưa quý vị bà con, thì đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta sau khi mà theo quy định ấy, là sau khi 30 ngày mà dịch tả lợn châu Phi đã được giải quyết và không có hiện tượng bị tái nhiễm trở lại, thì lúc đó là được phép là tái đàn theo quy định của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội. Tất nhiên là ở đây ấy, thì chúng ta cần phải chú ý mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra xem cái khu vực mà chúng ta tiêu hủy động vật nó đã thực sự là ổn chưa, mà thậm chí có thể lấy mẫu ở đó để kiểm tra xem virus nó còn tồn tại ở đó hay không tồn tại. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, đối với chuồng nuôi là cần phải thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng. Mà theo tôi là phải phun thuốc tiêu độc khử trùng ít nhất là 2 lần. Đấy. Và mỗi lần cách nhau 3-4 ngày. Chuồng trại và toàn bộ môi trường xung quanh. Bởi vì virus ấy, là nó có thể tồn tại ở ngoài đó. Nếu như virus mà ra ngoài môi trường mà điều kiện ẩm thấp, nó có thể tồn tại đến hàng tháng. Đấy. Cho nên là chúng ta cần phải hết sức chú ý và tiêu diệt triệt để. Đó là việc thứ hai. Việc thứ ba là chúng ta cần phải nuôi áp dụng thật tốt cái biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, trong quá trình nuôi. Và khi vùng đó đã là vùng có đã trước đây đã có bị dịch tả lợn châu Phi, cho nên chúng ta cần phải mỗi một tuần 2 lần phun thuốc tiêu độc khử trùng. Và ngoài cái việc áp dụng thật tốt cái biện pháp an toàn sinh học, như vậy thì chăn nuôi của chúng ta mới an toàn. Vâng, những lời tư vấn rất cụ thể, chúng tôi xin được cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung.